Nè, thằng trẻ, bước ra đây. Bước ra đây. Rồi qua bên ghế đó đi, ngồi lên bàn nói chuyện coi. Leo lên. Lên, giỏi, ngồi xuống. Đó, ngồi dậy, ngồi dậy. Trời ơi, ngồi dậy chứ, nói chuyện với ba mà nằm vậy hả? Ngồi dậy, đúng rồi. Ngồi đàng hoàng coi, không có nằm trên bàn vậy, ngồi lên. Ngồi, đúng rồi, ngồi xuống, đúng rồi. Có cô chú hỏi con vậy nè, con có biết tên người yêu ba không? Biết không? Không biết hả? Vậy rồi giờ nói cô chú nghe thử nha. Rồi. Rồi tên người yêu ba là gì? À, rồi, nói tên người yêu ba rồi hả? Nói ra vậy cô chú biết hết rồi còn gì nữa con?